Kính thưa quý vị, lượng nhà bán ở vài thành phố thuộc Orange County đã giảm 13.4% so với một năm trước và thấp nhất trong giai đoạn bán nhà từ tháng 8 năm ngoái uh, cho đến tháng 4, tức là từ năm 2012 cho đến nay. Theo nhật báo The Orange County Register thì công ty CoreLogic đã đưa ra thông số bán nhà trong 9 tháng từ tháng 8 năm ngoái cho đến tháng 4 năm nay thì theo thông số này, lượng nhà bán ở các thành phố như là Alisto, Vizho, Dynapoint, um, San Clemente đã giảm 13.4% trong giai đoạn 9 tháng này. Tại những thành phố này thì số nhà bán được trong giai đoạn 9 tháng này chưa tới 2.300 cái so với hơn 2.600 cái của một năm trước. Coleridge đã cho biết là giá trị nhà trung vị của toàn Orange County là 720.000 một ngôi nhà, hoàn toàn không tăng trong giai đoạn 9 tháng. Số nhà bán được tính luôn cũ và mới thì chỉ có gần 22.900 căn so với hơn 27.000 căn của một năm trước đó, giảm đến 16.2%. Ở Aliso Viejo với mã zip code là 92656 thì giá nhà trung vị là 578.750 đô la, không tăng từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019. Số nhà bán được là 488 căn so với 600 căn của một năm trước, nghĩa là giảm đi 18.7%. Ở Dana Point với mã số zip code là 92629 thì giá nhà trung vị là 900.000 so giảm 10.9% so với một năm trước. Số nhà bán được là 344 căn so với 391 căn của một năm trước, nghĩa là giảm đi 12%. Ở St Clementi với zip code là 92673 thì giá nhà trung vị là 895.000 giảm 6.8% so với 1 năm trước. Số nhà bán được là 321 căn so với 369 căn của 1 năm trước, giảm đi khoảng 13%.